Thưa quý vị, trong những ngày qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đạt hiệu quả. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên phương án tổ chức thi được đưa ra với nhiều tình huống. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Theo số liệu thống kê, Kiên Giang có 14.375 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 13.109 thí sinh là học sinh trung học phổ thông và 1.266 thí sinh là học sinh hệ giáo dục thường xuyên và 671 thí sinh tự do. Tỉnh bố trí 26 điểm với 622 phòng thi, có 52 phòng dự phòng, 49 phòng chờ. Trong tổng số 26 điểm thi có 2 điểm thi riêng biệt, đó là điểm thi tại trường Trung học phổ thông An Thới và Trung học phổ thông Dương Đông, thành phố Phú Quốc. Có 24 điểm thi liên trường, liên huyện. Có 2 huyện không bố trí điểm thi do thí sinh ít, đó là huyện Kiên Hải 85 thí sinh và huyện Giang Thành 159 thí sinh. Tỉnh Kiên Giang sẽ điều động 1.984 cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác coi thi. Để cho cái việc chỉ đạo tổ chức cái kỳ thi nó là nghiêm túc, trên cái tinh thần là nghiêm túc, công bằng, khách quan và đúng quy chế. Trên cái cơ sở đó thì trong cái thời gian vừa qua, chúng tôi đã mở cái hội nghị tập huấn cái nghiệp vụ thi cho các cái cán bộ quản lý trong ngành, đồng thời là mở cái trang web Zalo, Weibo để tư vấn và hướng dẫn cho phụ huynh học sinh cũng như là các em học sinh nắm hiểu về cái kỳ thi năm nay. Để kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đạt kết quả tốt, tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo tăng cường ôn tập cho học sinh, công tác đảm bảo an ninh trật tự, thành lập các đội hình tiếp sức mùa thi, đồng thời thường xuyên vệ sinh phòng học, khuôn viên sạch sẽ, chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. Đến thời điểm này thì về cơ bản là nhà trường đã chuẩn bị xong các cái cơ sở vật chất để phục vụ cho kỳ thi, như là các cái phòng thi nè, phòng chờ, rồi các cái phòng đựng đề thi và cái phòng hội đồng, cũng như là các cái tủ chứa vật dụng của thí sinh. Thì năm nay đây là một cái điểm mới, nó phải được cách phòng thi tối thiểu 25 m, thì nhà trường cũng đã bố trí ở cái vị trí thích hợp. Đến thời điểm này, tất cả 26 điểm thi trên địa bàn tỉnh đã hoàn thiện công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra trong 2 ngày, 7 và 8 tháng 7 năm 2022.